Đà Hàn Phương Oanh, người chứng minh cho việc nói được làm được, bước vào rồi bước ra vội vàng ở Việt Nam Next Top Model, cuối cùng càn quét sàn diễn quốc tế, toàn lập nhiều kỷ lục mẫu Việt đầu tiên. Đà Hàn Phương Oanh ngày xưa. Ban giám khảo đã sai lầm rất là lớn khi đã loại em khỏi cuộc thi. Và cái kết. Đà Hàn Phương Oanh được biết đến là người mẫu Việt mà hoạt động ở nước ngoài rất thành công. Trong một đoạn clip Đà Hàn Phương Oanh chia sẻ tại buổi tiệc thời trang của Balmain khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi nó vô cùng chất lượng, xa xỉ và đầy mùi tiền, đẳng cấp. Đây là thương hiệu từng được các ngôi sao như Rihanna, Kim Kardashian, Naomi Campbell ưa chuộng. Dù là mẫu Việt nhưng Đà Hàn Phương Oanh cũng không hề lép vế với bạn mẫu quốc tế khác nào cả khi tham gia buổi tiệc của thương hiệu Balmain. Trước đoạn clip này, nhiều người bày tỏ đây mới chính là những người mà chúng ta phải công nhận, chưa từng thần tượng bạn nào nhưng bạn này rất là thích luôn. Câu nói của cô ấy đã minh chứng được bằng sự nỗ lực của bản thân, đẳng cấp nó ở cái tầm này rồi. Đà Hàn Phương Oanh chính xác là ví dụ chứng minh cho câu nói được làm được. Cô đã đạt vô số thành tích mà được đánh giá là không có người mẫu Việt nào làm được. Đầu tiên phải kể đến như lọt top người mẫu đắt sâu nhất New York Fashion Week. Theo đó, trang model.com đã liệt kê người mẫu nhiều sâu nhất mùa Fall Ready to Wear 2023. Trong danh sách Đà Hàn Phương Oanh là mẫu Việt duy nhất trúng 8 sâu gồm 7 sâu diễn của Adim, Alexandra Wang, Colina Sheda, Echoes Lata, Hemut Lang, Marc Jacob, Bravo Gurren, Puppets and Puppets và một sâu chụp lookbook cho 3.1 Philip Lim. Xem danh sách mà choáng váng thật. Chưa dừng lại, năm 2022, Đà Hàn Phương Oanh trở thành người mẫu Việt đầu tiên catwalk tại sàn diễn Oscar Chua và góp mặt tại cả 4 kinh đô thời trang Milan, Paris, London và New York. Không chỉ vậy, năm 2021, Đà Hàn Phương Oanh còn trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên website của Gucci. Nhắc đến Đà Hàn Phương Oanh thì chắc chắn ai cũng nhớ đến cô từng là thí sinh của Việt Nam Next Top Model mùa All Star. Nhưng Đà Hàn Phương Oanh không đi được đường dài và cô đã bị loại ngay từ tập 2. Sau khi rời khỏi nhà chung, Đà Hàn Phương Oanh còn hùng hổ tuyên bố rằng em sẽ khiến ban giám khảo nhận ra đã sai lầm khi loại em. Và cuối cùng không gì là không thể, Đà Hàn Phương Oanh đã cố gắng chứng minh lời nói của mình. Nhìn lại Đà Hàn Phương Oanh, sau nhiều năm thất bại ở Việt Nam Next Top Model và sang nước ngoài làm việc thì đã là sự thay đổi ngoạn mục. Song song với đó, cũng có thể thấy cô nàng đã chững chạc, điềm tĩnh bên trong tính cách và lột xác về ngoại hình ngày càng được nhận xét có nét như người mẫu ở châu Âu. Còn bạn nghĩ sao về sự thành công của Đà Hàn Phương Oanh sau thất bại tại Việt Nam Next Top Model? Hãy chia sẻ cho Gian biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!